Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thời gian qua thực hiện các văn bản chỉ đạo của ngành và chính quyền địa phương, chi cục thuế thành phố Con Tum đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tăng cường nguồn thu, trong đó có việc đẩy mạnh thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu trong 6 tháng đầu năm và đang tiếp tục phấn đấu để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2021. Được tuyên truyền hướng dẫn thủ tục sang nhận đất đai, khi nhận được thông báo về nghĩa vụ thuế qua tin nhắn trên điện thoại, anh Lê Hoàng Dũng ở xã Đắc Bà La, thành phố Con Tum đã thực hiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chi cục thuế thành phố Công Tum một cách dễ dàng nhanh chóng bằng hình thức trực tuyến từ điện thoại thông minh qua cổng dịch vụ công quốc gia. Với hình thức này, anh không phải mất công đi lại nhiều lần như trước, hạn chế việc tiếp xúc với nhiều người trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay nói chung là trong cái, cái thời điểm này là rất là tốt nói chung là trong cái thời gian dịch bệnh như thế này mà nhà nước tạo điều kiện cho người dân hạn chế đi lại tập trung đông người và cũng hay giảm thiểu lây lan dịch bệnh nói chung là rất là tốt cũng mà bà con nhân dân ở đây rất là phấn khởi về vấn đề nộp thanh toán trực tuyến trong đó có trực tuyến đất đai à, thì chỉ cần những cái thao tác nhỏ trên điện thoại thông minh là mình ngồi ở nhà là mình đã hoàn thành nghiệp vụ thuế Rồi nhà nước đã, 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 đã thông báo cho mình trong thời gian ngắn nhất và gọn nhất theo dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021, Chi cục thuế thành phố Con Tum được cấp trên giao chỉ tiêu thu tại địa bàn trên 323 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất là 80 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu này trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp là hết sức khó khăn, vì hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh đều bị ảnh hưởng. Các dự án khai thác quỹ đất chậm được triển khai thực hiện. Trước tình hình đó, để đảm bảo nguồn thu trên địa bàn thời gian qua, Chi cục thuế thành phố Con Tum đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai đồng bộ các giải pháp khai thác nguồn thu, nhất là chính chuyên đề mà ngành thuế đã xây dựng, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế, thực hiện các nghĩa vụ tài chính bằng nhiều hình thức, đặc biệt là thông qua hình thức trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Hành chính công của tỉnh và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố trong việc luân chuyển và giải quyết hồ sơ cho công dân kịp thời bảo đảm thời gian giải quyết theo quy định, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn thực hiện đầy đủ các quy trình quy định, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù là dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức là phức tạp, ảnh hưởng tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, ảnh hưởng không nhỏ đến cái kết thu ngân sách Tuy nhiên là được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo cục thuyết tỉnh, của thành ủy, hội đồng nhân dân và ban dân thành phố Cần Tum, sự quan tâm phối hợp của các ngành, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của tập thể công chức người lao động nên kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm đã đạt được kết quả tích cực. Về tổng thu đến 30 tháng 6 trên địa bàn số thu trên địa bàn là đạt 196 tỷ đồng, đạt 60,9% dự toán pháp lệnh. Trong đó tiền dự đất là 32 tỷ đồng, đạt 40,1% bằng chiếm 16% trong tổng thu ngân sách tại địa bàn. Phát huy những kết quả đạt được để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm và cả năm 2021 theo kế hoạch cấp trên giao chi cục thuế thành phố con tum tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế tăng cường công tác phối hợp với các ban ngành liên quan để khai thác nguồn thu chống thất thu đạt hiệu quả đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thuế kịp thời nắm bắt những khó khăn tuyên truyền hướng dẫn người nộp thuế thực hiện tốt thủ tục thanh toán nghĩa vụ tài chính đất đai bằng phương thức điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cơ sở các văn bản chỉ đạo của Ban dân tỉnh như các hướng dẫn của Tổng cục thuế và cục thuế tỉnh về việc thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên cổng dịch vụ công quốc gia thì chi cục thuế thành phố Quan Tum cũng đã chỉ đạo và triển khai thực hiện đầy đủ các cái nội dung việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết xác định nghĩa vụ tài chính và đẩy thông tin kết quả lên cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo đúng thời ạ, kịp thời giúp cho người dân là nhanh chóng thực hiện được cái nghĩa vụ thông qua cái tin nhắn tích hợp của cái hệ thống trên cổng dịch vụ công quốc gia. Theo hướng dẫn của ngành thuế để thực hiện thủ tục thanh toán nghĩa vụ tài chính đất đai bằng phương thức điện tử Người nộp thuế cần đăng ký tài khoản cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Sau đó thực hiện các thao tác theo 3 bước như sau. Bước 1, đăng nhập vào cổng dịch vụ công quốc gia theo tài khoản đã đăng ký, sau đó chọn thanh toán trực tuyến, chọn nộp thuế, lệ phí, trước bạ về đất đai, tài sản, chọn thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai. Bước 2, thực hiện tra cứu nghĩa vụ bằng cách nhập các thông tin về mã số hồ sơ và số chứng minh nhân dân. Trong đó, mã hồ sơ được ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Số chứng minh nhân dân của người sử dụng đất, người chuyển nhượng hoặc người nhận chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền với đất. Bước 3, trên màn hình kết quả tra cứu, công dân lựa chọn nghĩa vụ tài chính và bấm vào thanh toán. Công dân lựa chọn ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian nơi công dân có tài khoản để thanh toán theo hướng dẫn của ngân hàng. Sau khi thanh toán, công dân có thể tra cứu chứng từ điện tử các khoản đã nộp ngay trên cổng dịch vụ công quốc gia. Các chứng từ này cũng được luân chuyển đến cơ quan đăng ký đất đai để làm căn cứ xử lý các thủ tục hành chính về đất đai. Có thể thấy, việc đẩy mạnh thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính bằng phương thức điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia là giải pháp tối ưu trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 3 năm 2021, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 19 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Trong chuyên mục Thuế và cuộc sống hôm nay, Cục Thuế tỉnh Con Tum giới thiệu một số điểm mới hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế như sau. Các nội dung mới của thông tư số 19 năm 2021 TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 1. Về nguyên tắc giao dịch thuế điện tử, Điều 4, Thông tư số 19 năm 2021 TT-BTC bổ sung quy định Người nộp thuế có thể lựa chọn thêm các phương thức sau đây để thực hiện giao dịch thuế điện tử thông qua y cổng dịch vụ công quốc gia, cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính đã được kết nối với cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế. Y y cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác trừ điểm y đã được kết nối với cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế. Y, y, y dịch vụ thanh toán điện tử của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã kết nối với cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế để thực hiện nộp thuế điện tử người nộp thuế giao dịch thuế điện tử theo hình thức nào thì phải thực hiện đăng ký giao dịch thuế điện tử theo quy định và theo hướng dẫn của từng cơ quan tổ chức mà mình lựa chọn với phương thức thông qua cổng dịch vụ công quốc gia cổng thông tin điện tử của bộ tài chính thì khi người nộp thuế đăng ký sẽ được tổng cục thuế cấp thêm một tài khoản để thực hiện giao dịch tại cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế trên cơ sở các thông tin mà người nộp thuế đã cung cấp khi đăng ký qua các cổng này mà không cần phải đăng ký thay đổi bổ sung. Người nộp thuế lập và gửi hồ sơ thuế điện tử tại cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế đã lựa chọn. 2. Về gửi thông báo quyết định văn bản điện tử của cơ quan thuế. Điều 5, Thông tư số 19 năm 2021 TTBTC. Bổ sung quy định nguyên tắc chung, cơ quan thuế gửi các quyết định, thông báo và văn bản khác cho người nộp thuế qua cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế đã lựa chọn. Các quyết định, thông báo và văn bản này đều được lưu trữ trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để người nộp thuế có thể tra cứu đầy đủ các quyết định, thông báo, văn bản mà cơ quan thuế đã gửi.